Thưa quý vị, vấn đề an ninh nguồn nước là một trong những vấn đề quan trọng hiện nay khi mà tình trạng ô nhiễm, xâm nhập mặn, hệ thống hồ chứa nước hư hỏng, hệ thống quản lý còn nhiều bất cập. Hiện nay, nguồn nước mặt của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài 63%, phân bổ không đều theo không gian và thời gian, trong khi đó tình trạng sử dụng nước kém hiệu quả, còn lãng phí, ô nhiễm, vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước vẫn diễn ra. Một thách thức khác nữa với vấn đề an ninh nguồn nước, đó là hệ thống thủy lợi có năng lực phục vụ thực tế so với năng suất thiết kế chưa cao. Hệ thống thủy lợi chỉ tưới tiêu được 60% diện tích, thậm chí tại Tây Nguyên chỉ 28%. Chúng ta hiện có 6.000 hồ chứa nước nhỏ, trong đó có 1.200 hồ bị hư hỏng và có đến 200 hồ hỏng nghiêm trọng. Tài nguyên nước của đất nước chúng ta hiện tại và trong tương lai thì nó đang chịu những tác động mà có thể nói là cái vấn đề ở chỗ là nước có thể rất là thừa. Nó sẽ gây những tác động về lũ lụt, nước rất là thiếu do ô nhiễm và thiếu cả chất và số lượng. Cái vấn đề quy hoạch và công tác quản lý nhà nước thì đây là một trong những điểm còn hết sức bất cập. Rồi việc triển khai xử lý các cái sự cố cấp bách về hồ đập mà có nguy cơ bị mất an toàn thì là rất là thấp. Cái nguồn nhân lực để làm cái công tác quản lý công trình thủy lợi ở các địa phương còn đang thiếu rất là nghiêm trọng. Việc áp dụng khoa học và công nghệ trong việc điều tiết, theo dõi, đánh giá chất lượng, trữ lượng nguồn nước trên các cái sông suối, hồ chứa là chưa được chú trọng. Theo dự báo, tổng nhu cầu về nước vào mùa khô của Việt Nam sẽ gia tăng 32% vào năm 2030. 11 trên 16 lưu vực sông chính của Việt Nam sẽ đối mặt với tình trạng căng thẳng về nước, đặc biệt là trên 4 lưu vực sông chính, tạo ra 80% GDP của Việt Nam. Còn theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam được xếp là một trong số 5 quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Trên thực tế, an ninh nguồn nước là một phạm trù rộng và nó sẽ gây tác động đến nhiều mặt của kinh tế xã hội. Đối với vấn đề thiết thực liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như là nước sạch nông thôn, nước ngọt cho vùng ngập mặn, xử lý nước thải gây ô nhiễm tại nhiều con sông, điều quan trọng chính là tính khả thi của các giải pháp. Một thực tế đang tồn tại hiện nay đó là khu vực nông thôn chiếm 65% dân cư, nhưng lại chỉ có 44% người dân được hưởng nước sạch sinh hoạt từ nguồn tập trung. Do đó, theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ sẽ tập trung nguồn lực trong các đề án để giải quyết vấn đề này cho người dân vùng nông thôn. Ngày mai chúng ta tập trung giải quyết bằng cách, một là hoàn thiện thể chế khung khổ pháp luật để tập trung chăm lo đến khu vực này. Riêng Bộ Nông nghiệp thì có 3 cái nhóm nội dung lớn. Một, đầu tư công trung hạn 2021-2025, chúng tôi đưa một phần lớn ở cái chỗ này. Điểm thứ hai nữa là cái nghị quyết của chúng ta kèm theo đó là phê duyệt cái đề án về phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi khó khăn với tổng gói là 130.000 tỷ vừa mới Quốc hội thông qua, thì trong này cũng sẽ có một cái nội hàm để chúng ta lồng ghép. Riêng với tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng trong thời gian vừa qua tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, vị trưởng ngành này cho rằng năm 2020 là năm cán đích lịch sử mới về mức độ hạn mặn, thậm chí xuất hiện khái niệm kiệt nước ngọt dù các cơ quan ban ngành chủ động ứng phó. Chúng tôi đề nghị là tất cả các tỉnh phải lấy đây là một mốc mới để quay trở lại, tính toán bài toán cân đối cho từng tỉnh, không ai trực tiếp giải quyết hiệu quả bằng chính các tỉnh phải tổng rà soát lại. Và với mức độ dự báo khác biệt hơn, theo một phương châm, nhà nhà tích nước, xã tích nước, huyện tích nước, tỉnh tích nước, liên vùng phải tính toán. Về vấn đề nước thải gây ô nhiễm nguồn nước vẫn chưa xử lý hiệu quả, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng quy định của pháp luật về cấp phép nước xả thải còn chồng chéo, chưa rõ trách nhiệm. Vì thế, giải pháp lâu dài cho vấn đề này là phải tính toán đầy đủ ngay trong các quy hoạch. Cần phải tập trung vào cái việc rà soát quy hoạch sắp tới. Đặc biệt là từ cái quy hoạch tài nguyên nước tiếp cận theo lưu vực sông liên tỉnh, thì vấn đề mà để quy hoạch cái phát triển kinh tế xã hội, rồi quy hoạch để sắp xếp lại bố trí dân cư và tính toán đến cái lộ trình di rời các cái nhà máy, các cái cụm công nghiệp mà không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và trên thực tế cái nguồn nước cũng không đảm bảo cung cấp, thì trong toàn bộ các lưu vực thì đây là cái vấn đề đầu tiên phải làm để kiểm soát được các cái nguồn thải và xác định được các cái vùng mà có thể quy hoạch để cấm phát thải nước thải ra. Hiện chúng ta đặt ra mục tiêu đến năm 2045 phải chủ động được nguồn nước ngọt, bảo đảm chủ động tưới tiêu khoa học hiện đại cho 100% diện tích đất canh tác, phải đáp ứng được nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho 115 đến 120 triệu dân.
Rõ ràng để mục tiêu này, ngoài các giải pháp như tăng cường quản lý, giảm nhẹ rủi ro thiên tai liên quan đến nước, nâng cao khả năng dự báo trong ngắn hạn và dài hạn, củng cố an toàn đập kè để hạn chế sạt lở, rất cần sự phối hợp hiệu quả bên cạnh việc phân cấp quản lý, phân định trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước từ chính mỗi người dân.